Xin chào các bác, các bạn và quý bà con nhé. Hôm nay tôi sẽ mô phỏng một chút về cái tình trạng mà chúng ta rất ít quan tâm, nhưng mà thực ra nó lại rất là quan trọng với chúng ta và nó tác động ảnh hưởng một cách kinh khủng đến cuộc sống của chúng ta. Đó cũng là một trong những cái tác dụng tuyệt vời của nhân sâm Canada mà rất ít người biết, rất ít người quan tâm và rất ít người thừa nhận đến nó. Nhưng nó đang làm việc một cách âm thầm và vô cùng hiệu quả với chúng ta. Chúng ta hãy xem đây là tình trạng xơ vữa mạch máu của chúng ta. Khi chúng ta sinh ra đấy thì cái mạch máu chúng ta rất là sạch, nó gần như chưa có một cái mảng bám, một cái mảng xơ vữa nào cả, chúng ta thấy. Còn khi trong cái tuổi mà thiếu niên đấy, nhi đồng ấy, thì những cái mảng xơ vữa nó sẽ chiếm mất khoảng tầm 10% cái động mạch của chúng ta, cái mạch máu của chúng ta như này. Và tiếp theo ấy, là trong cái tuổi thanh niên nó sẽ chiếm đến khoảng tầm 30%, hai mấy 30%, đúng không? Tiếp theo nữa vào cái tuổi trung niên 40, 50, 60 nó sẽ chiếm đến 40 đến 50% cái lòng của cái mạch máu của chúng ta. Và tiếp theo là nó sẽ chiếm đến khoảng tầm trên 60%, 60% trên 60% ở cái độ tuổi cao niên. Như vậy là theo cái thời gian ấy thì càng ngày cái mạch máu của chúng ta, đặc biệt là các cái mạch máu quan trọng, đúng không? Nó càng bị các cái mảng xơ vữa nó bít lại như này. Thế mà cái nhân sâm Canada ấy nó có cái tác dụng dọn dẹp những cái chỗ này và nó ngăn chặn cái nguy cơ bị bồi đắp lên bằng cách gì? Nó loại bỏ cholesterol xấu trong máu, loại bỏ mỡ trong máu, loại bỏ các cái cục máu đông đấy. Nó làm việc hết sức là âm thầm. Bên cạnh đó nó có tác dụng là thanh lý những cái mảng bám này nữa. Còn lại là nó có tác dụng rất là tuyệt vời với cái các cái mạch máu của chúng ta. Chúng ta uống vào một thời gian chúng ta có thể cảm thấy những da rẻ, những cái vùng xa thôi ở chân tay chúng ta nó mịn màng ra rồi, là da mặt mũi chúng ta nó hồng hào lên. Chẳng như tôi là một người có da rất là xấu, rất là khô và nó chết ra rất là nhiều, nhưng mặt mũi tôi vẫn có thể hồng hào lên được, thì chứng tỏ là những cái mạch máu nó đã được khôi phục, nó đã được thúc đẩy rất là tuyệt vời. Chúng ta biết một điều là trẻ con ấy, càng nhỏ đấy thì da rẻ nó càng hồng hào, đúng không? Càng về già sau thì chúng ta càng khô cứng đi. Thì đó, một trong những lý do đó là các cái mạch máu chúng ta đã không đủ tốt để mà chuyên chở các chất dinh dưỡng đến những cái khu vực mà xa xôi, những khu vực ngoại vi của cơ thể, những khu vực xa trái tim ấy. Thì đây là một cái video mà chúng ta có thể hình dung một cách dễ nhất về cái tác dụng tiêu cực của những cái mạch máu khi mà nó đã bị xơ vữa. Chúng ta thấy không? Khi chúng ta về già này, những cái mạch máu này nó chẹn lại như thế này, gần như là chỉ còn một nối rất là nhỏ để chúng ta dẫn máu đi qua thôi, mà trong đó lại còn cục máu đông nữa, rồi các cái mảng xơ vữa này nó bong ra nhá, các cái mảng xơ vữa này nó bong ra, nó trôi theo dòng máu này. Và ở những chỗ mạch máu nó lớn ấy thì nó không sao cả, thế nhưng mà càng lên cao, đúng không, càng lên cao càng đi xa thì các cái mạch máu nó càng nhỏ lại và nó mắc ở chỗ nào đấy, nó là gây ra tắc nghẽn, thì chúng ta gặp hàng đống vấn đề về tim mạch, về đầu óc, đúng không, về thần kinh đấy. Cái mạch máu nó dẫn máu lên não mà nó có bị cái cục này nó bong ra, nó chẹn lại thì thôi rồi, nó bít lại thì coi như là mà cái phần não đó nó bị chết dần thôi. Nhưng một thời gian thiếu máu, thiếu oxy não là các cái khu vực não của chúng ta ấy sẽ bị chết dần chết mòn theo thời gian thôi, đúng không? Chúng ta hôm nay tôi chỉ muốn nói là một cái tác dụng cực kỳ âm thầm nha, một cái tác dụng vô cùng âm thầm của nhân sâm Canada ấy là nó ngăn chặn cái việc mà tạo thành những cái mảng bám nguy hiểm này, và nó hỗ trợ là chúng ta trong việc chúng ta thanh tẩy các cái mạch máu như này. Chính vì điều đó cho nên là chúng ta có nhìn thấy những cái nhân dạng như da rẻ rồi tóc tai chúng ta, mặt mũi chúng ta hồng hào đẹp đẽ lên, thì đó cũng là một cái tác dụng rất là âm thầm mà rất ít người biết, mà rất ít người quan tâm ngay từ lúc đầu họ uống nhân sâm. Họ chỉ quan tâm làm sao là phải thật sung, thật khỏe, thật là hoành tráng, nhưng mà những cái tác dụng về phòng và trị bệnh âm thầm như này thì nó mới là những cái tác dụng mà to lớn nhất. Thực sự như vậy, tuổi thọ của chúng ta gia tăng là nhờ đây, đúng không? Người ta nói là nhân sâm Canada làm gia tăng tuổi thọ lên 21%, thì là những cái tác động nhỏ bé như thế này, những tác động lên hệ thần kinh, những cái sợi dây thần kinh của chúng ta, những bó dây thần kinh của chúng ta nó cũng được bảo vệ theo cách tương tự như này. Thì nhân sâm, cái khó nhất trong nhân sâm như tôi đã nói rất là nhiều ấy là gì? Là nhân sâm ấy nó có quá nhiều công dụng và công dụng nào cũng nổi bật cả, đến ngay cả một cái tác dụng kháng viêm phải nói là siêu to khổng lồ như vậy, nhưng mà người Canada họ không ghi trong cái tài liệu nhá, trong cái tài liệu của sứ quán gửi cho bên công ty chúng tôi dịch ra ấy, thì không có cái tác dụng kháng viêm của nhân sâm Canada, mà chỉ nói về tác dụng ngăn chặn cảm lạnh thôi, mà tác dụng kháng viêm đã rất là mạnh rồi. Một một cái sản phẩm nó có quá nhiều công dụng tốt thì chúng ta đôi khi chúng ta không quan tâm hoặc là không để ý đến những cái công dụng gọi là nho nhỏ này, nho nhỏ với nó, nhưng mà với các cái sản phẩm khác
thì là to đấy ạ.